để quay nào. Một buổi tối đây sóng gió trong việc đợi bạn Cương và Ai đây? À, cái Cương. Mình đang đi chọn hoa. Ừ. Mình đang lấy và... cái sự thẩm mỹ, cái mắt thẩm mỹ của mình ra để chọn bông hoa đẹp nhất cho cô giáo. Rồi, thế Cương đã chọn hoa gì? Mình đang quyết định là chọn hoa màu hồng. Ba màu hồng thì mình quyết định bảo các bạn chọn hoa hồng tặng cho cô giáo. Ừ. Thế theo bạn Cương thì đây hoa này có ý nghĩa gì? Màu hồng thứ nhất là màu tình yêu. Em ơi, nhẹ nhàng. Cái gì đấy? Các cô gái như thế này. Hai là cái màu yêu thích của cô. Có sai đấy, có sai. Điều này sẽ làm cô yêu thích bó hoa. Đây, bên cạnh mình là bó hoa hồng. Chú chú thì hồng. Ý nghĩa đó là mình rất là muốn mang tình cảm ngày cuối năm để tặng cho cô giáo và hy vọng rằng cô giáo hiểu được. Mình rất mong là sẽ có một cái sự tốt nghiệp, cái xuân sẻ. Rất hy vọng điều ấy. Các bạn hãy Cương ơi, Cương ơi, kéo cho cô. Đấy rồi, chú ơi, bóc tay kìa. Bóc tay, bóc tay. Đấy, cắt con đi. Cắt đi hả? Tên. À, đây là bọn mình đã đi nhà sách để nói nốt. Nào, ở đây mình buổi tối đây làm cho mình nhớ lại cái đây 3 năm đó, khi mình năm nhất mình cũng đi cùng với 2 bạn như này. Ừ. Đi thăm nhà cô giáo. Không có cái mọc. Không có cái mọc. Khá là vui. Không có cái cắm một cái á. Chưa có mà. Đấy, em ấy rồi. Thì bảo ra bảo là trong cái thời gian còn lại mà còn đi học cùng nhau thì mọi người sẽ có được những cái kỷ niệm vui với nhau. Và những câu chuyện nào không vui trong cuộc sống thì tất cả mọi người sẽ bỏ qua hết và sẽ có một cái cuộc sống tài sinh viên thật tuyệt vời của chúng ta, không còn gần nhau nhiều nữa rồi. Đây là thông điệp mình gửi đến các bạn. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Làm gì? Kim Cương, Kim Cương nói chẳng rất dài sau khi biết đây là đang phát trực tiếp Cương đã. Hay thế. Tiếp tục livestream. Ai vừa comment đấy? Anh Lan. Chị Lan. Xin chào anh Lan. Rất mong đến cái ngày 17 tháng 12 sẽ được anh Lan nấu cho món ăn ngon. Hy vọng rằng hôm đấy sẽ được ăn một lần nữa, được ăn những món ăn do mà anh Lan chế biến. Và mình cũng qua đây mình cũng xin hứa là hôm đấy nếu như mà buổi đấy có diễn ra thì mình sẽ nấu một món ăn tâm huyết nhất. Gửi đến hai bạn sinh nhật tháng 12. Wow. Hy vọng rằng sự cơ hội đấy sẽ được tỏa sáng. Wow. Rồi, mình rất mong chờ. Anh Lan cho ý kiến đi lên anh Lan này. Anh Lan out rồi. Anh Lan sẽ xem sau. Quay xem không? Quay xem không? Mọi người đang ăn rồi. Không quay xem thì thôi. Mọi người sẽ xem sau. Ta sẽ bảo like ở đâu lên? Facebook rồi. Hay ông muốn like trên Mộc Mạc 2006. Sao mà sống xưa đấy chia sẻ. Không, không kết bạn được cô. Để bạn bè và không tác ai cả. Sống nào phải có tâm đi. Chắc phải 8 giờ hơn rồi. Đây, có tiếp đây. Mình rất là buồn khi mà bạn Tùng Nguyễn đang hẹn hò. Chán lắm. Người ta 7:30 ở cổng trường, người ta 8 giờ rồi. Nói xấu bạn công khai ơi. Hy vọng rằng bạn có bắt tin xem được sẽ đến đây với chúng mình. 19 giờ mình vẫn đi thăm cô Linh. Hy vọng các bạn sẽ đến đây với chúng mình. Cùng nhau đi tặng bó hoa tươi thắm thầy cô giáo. Rồi tắt đi. Tốn 3 giờ. Hello. Ngoài xem. Anh Lan bảo cái gì đây? Yêu thế, thế kể ta đang ở quê, 2 năm trước là tao đi nè. Tặng bút bông chưa à? Ừ, tặng thế thôi. Ừ. Thế ta phải bó hoa tươi thắm tặng bút bông. Bông hoa tươi thắm? Ừ. Cô đang mất mồm chờ bông mà vẫn chưa đến. Cái đường vào nhà cô mới là khó ấy. Dạ? Yeah. Ờ được. Chỉ có ra chỉ khổ thân thư thôi. Đi Grab bây giờ không biết phải xuống ở đâu. Bảo
đứng ở ngõ ấy. Ngõ sao lại ngõ nữa cơ. Lên. Chập 4. Cơ ơi, cầm điện thoại. Tắt nhờ. Vẫn live stream à? Ờ. Đây là mình đang đi mua hoa tặng cho cô giáo. Xin chào Hương Vũ nhá. Đây là các bạn đang mua hoa, đang gói hoa để tặng cho cô giáo chủ nhiệm. Đây là Dương. Nhạy cảm. Đây là những bộ hoa. Mình là người chịu trách nhiệm tặng hoa, chọn hoa để tặng đến thầy cô giáo. Đây là những cái bộ hoa. Đây là bộ đôi bạn trẻ đang vào mua hoa. Cảm ơn Hương nhá. Thôi mình đi đây. Thôi tắt nha, tắt nha. Hương ơi. Nào, phải chụp ảnh lại nhỉ. Chúc các bạn vui. Thank you Hương.